nguyên nhân chủ quan là do thiết kế cơ sở ban đầu sơ sài, chưa lường hết công năng nên phải điều chỉnh bổ sung, chờ giải ngân vốn vay kéo dài. Tổng thầu EPC đường sắt Trung Quốc thiếu kinh nghiệm làm tổng thầu, kinh nghiệm thiết kế, chưa thực hiện theo đúng cam kết về tiến độ, chế tài xử lý chưa đầy đủ. Nguyên nhân khách quan được chỉ ra là do chậm giải phóng mặt bằng. Ngoài ra quy định giữa Việt Nam và Trung Quốc khác nhau, quy định hợp đồng EPC của Việt Nam chưa đầy đủ về trách nhiệm ngoài việc chỉ ra trách nhiệm của tổng thầu bộ giao thông vận tải cũng nhận trách nhiệm về mình chỉ ra thêm trách nhiệm của tư vấn thiết kế tư vấn giám sát ủy ban nhân dân hà nội đặc biệt theo bộ giao thông vận tải có một số nội dung tổng thầu không thực hiện theo chỉ đạo của bộ bộ đã có văn bản báo cáo thủ tướng các cơ quan liên quan hỗ trợ chỉ đạo xử lý